Xin chào 900 người bạn của tôi. Các bạn thấy tôi chăm chỉ không? Một tuần mà làm liên tục 2 video để chúc mừng sự chăm chỉ của tôi. Các bạn hãy mau bấm đăng ký và like và chia sẻ đến cho gia đình và bạn bè. Tôi mau chóng có được 1.000 sub nha. Sau một tuần dài mệt mỏi sau Tết thì tôi lại mang đến cho các bạn những tin tức hot nhất trong tuần qua để các bạn giải trí cho bản thân trong cuối tuần. Tuần này tôi sẽ dâng cho các thưởng đế những món ăn cực kỳ ngon cho các phiên bản tiếp theo. Thì như các bạn đã biết, dần đến phase 2 của phiên bản 3.4 rồi. Nhiều thông tin của các phiên bản tiếp theo dần được lộ ra, cho em chuẩn bị tinh thần và nguyên thạch hoặc chuẩn bị cá thần dâng cho MiGoGo luôn. Sắp tới phiên bản 3.5, chúng ta sẽ được nhận free cánh, mà là trước tôi nói là cánh Fonte đó. quê. Cánh 3.5 không cánh Fonte đâu. Thật ra đó chỉ là một bộ cánh sự kiện thôi. Cánh sự kiện free mà đẹp như vậy rồi đó. Đúng là không hổ danh Mi chó sáng tạo ở mọi nơi, trừ sáng tạo thêm model nhân vật. Thì nhắc đến việc này, nhiều game thủ tỏ ra khá là bức xúc với việc Deja có chung dáng pose với lại Yamiko. Bảo Mi chó lười biếng, bảo Mi chó không biết gia tăng sự đa dạng mô đồ nhân vật gì cả. Còn riêng tôi thì tôi thấy việc này nó cũng không có gì để bức xúc. Mỗi game sẽ có mỗi khuôn mẫu mô đồ nhân vật riêng để giảm tối đa cái dung lượng của trò chơi và khiến cho người chơi không cảm thấy rối mắt mỗi khi chơi game. Theo như những đồn đoán của các ông leaker thì phiên bản 3.5 MiGoGo lại hành hạ người chơi với một đống quest Aranara mới. Không biết các ông thế nào chứ mỗi lần tôi làm quét Anara tôi mệt vãi đái, tôi đọc tên nó tôi còn líu lưỡi đủ thứ thoại gì mà dài dòng lê thế. Ok, bỏ qua cái tin về cốt truyện mới đi. Hiện tại đang có rất là nhiều leak banner 3.5 mà bản thân tôi cảm thấy khá là vô lý, nhưng mà chắc chắn 100% Deja và Yula sẽ xuất hiện trong banner 3.5. Điều khiến tôi cảm thấy vô lý trong cái đống leak này chính là sự xuất hiện của Zhongli, Albedo và Saino. Ngoại trừ Senhe, tôi chắc chắn là phần trăm cao Senhe sẽ xuất hiện ở banner 3.5. Còn Zhongli, Albedo và Saino vừa xuất hiện luôn, không thể nào mà ba đứa này được rerun được. Thế là 3.5 đã hết tin rồi. Bây giờ chúng ta đến với những cái tin tức gọi là hot nhất, nóng hổi nhất trong tuần qua, chính là 3.6. Về 3.6, chúng ta sẽ có rất nhiều quái mới và thêm một boss tuần. Những quái mới bao gồm hai con hươu chun bắn cung, hệ phong và hệ thủy. Một sứ đồ vực sâu mới có thể sử dụng khiên của 4 loại nguyên tố luôn. Hai thú thánh hóa mới, hệ thủy và hệ thảo. Và cuối cùng chính là một con boss tuần mới có tên là Apep. Thì theo thần thoại Ai Cập, Apep có hình dáng của một con rắn. Cho nên phần trăm cao thì con boss mới này sẽ có hình dạng của một con giun, con rắn và con rồng hệ thảo. Thế là các ông biết cái lỗ to to dưới Sumeru mà các ông đi làm nhiệm vụ mà không vào được là để cho cái gì rồi đó. Tiếp theo là một tin về khu vực mới được mở rộng ra ở Genshin phiên bản tiếp theo. Tại sao tôi lại đưa nó vào 3.6? Vì tôi nghĩ là 3.4 vừa mở bản đồ rồi, 3.5 sẽ không thể nào mở thêm nữa, cho nên chắc chắn khu vực Liyue này sẽ được đưa vào 3.6. Và khu vực sa mạc ở trên thì được đưa vào những phiên bản tiếp theo. Theo nhiều đồn đoán, khu vực này sẽ là một thành phố, một nơi tự trị thuộc khu Liyue nhưng mà không được điều hành bởi Liyue. Giống như ở Trung Quốc, chúng ta có các cái khu tự trị riêng mà không được điều hành bởi nhà nước đó các bạn. Sau khi thấy ảnh này thì tôi khuyến cáo các bạn là những người nào mà xài điện thoại có dung lượng thấp á thì mau đổi điện thoại đi, vì Genshin nó sẽ còn rất là nặng trong những cái bản tiếp theo đó. Mở đóng bản đồ ra đó rồi nó sẽ đéo còn là game mobile đâu các bạn. Xong những cái tin gọi là rác dưới rồi, bây giờ chúng ta đến với thứ quan trọng nhất của tuần này, vừa xuất hiện ngay đúng thứ sáu luôn, vừa cuối tuần luôn. Đó chính là gì? Tin leak về kỹ năng của Baiju và mà nhiều khả năng là hai anh chồng hai nhân vật này sẽ xuất hiện ngay ở phiên bản 3.6 luôn. Thì theo nhiều đồn đoán, Baiju sẽ là healer 5 sao ngay từ lúc anh xuất hiện ở Liyue. Nhưng hãy thất vọng đi ha, vì Baiju sẽ là sub DPS, sẽ tạo khiên và không thể hồi máu. Chiêu E của Baiju sẽ được đồ là có thể nhắm và thả chiêu đồng thời tạo khiên. Tức là thay vì nhắm và dịch chuyển đến đấy giống như là anh hai thâm thì Baiju sẽ thả một vật gì đó và tạo khiên. Giống những nhân vật Sumeru khác thì Baiju có thể chuyển một chỉ số nào đó thành tinh thông nguyên tố. À quên, còn một điều nữa là các bạn nhớ con rắn mà Baiju nó hay đeo trên cổ không? Thì tất cả các chiêu thức của Baiju đa phần đều có sự xuất hiện của những con rắn. Nghe xong là hơi cuốn rồi đó. Ngoài leak 5 sao, chúng ta còn có leak skill của nhân vật 4 sao, bản thân của anh hai thâm KV không đọc tên được thằng này đó các bạn. Nói chung KV sẽ là một nhân vật hệ thảo 4 sao dùng trọng kiếm, nhưng mà đồ đánh thường của anh sẽ còn kết hợp thêm một cái vũ khí khác nữa, chính là cái hộp. Kỹ năng nổ của anh ta là sẽ dùng cái hộp để tạo ra một vùng buff khổng lồ, mà thật sự là hiện tại tôi vẫn chưa biết nó sẽ buff cái gì.
nói đơn giản thì nó khá giống như là cái thánh đường rực rỡ của Nahida vậy đó. Ông nào mà thích Baiju thì bây giờ lo tích nguyên thạch đi để chuẩn bị Ron C1 R2 lúc mà nó ra rồi đấy. Ok, thì video cũng đã dài, tôi xin phép chấm dứt cái tin tức ngày hôm nay tại đây. Tin thì nhiều nhưng mà tôi không thể nào đưa đến cho các bạn được, tôi chỉ đưa những cái tin quan trọng nhất cho tuần qua thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, và nào thích nắm bắt những cái tin tức mới hoặc là xem những video giải trí khác có thể nhấn nút like, đăng ký và chia sẻ để có thể xem những cái video khung núm tiếp theo của tôi nhé. Tạm biệt.